Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tìm hiểu về cách thằng React cũng như rằng là thằng JavaScript nó lưu trữ biến nha. Cụ thể ở đây khi kết thúc video này các bạn sẽ tự giải đáp được cho mình một câu hỏi để chính rằng là tại sao khi chúng ta dùng cái thằng constant để khai báo một biến object đối với thằng JavaScript Tuy nhiên rằng sau đấy các bạn có thể thay đổi được giá trị của nó Thì trong video này mình sẽ giúp các bạn đi giải quyết vấn đề đấy nha Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách cái bộ nhớ của thằng JavaScript nó lưu trữ biến như thế nào Trong video lần trước cũng như rằng là trong một vài video trước đấy các bạn có thể thấy rằng là mình lại đi dạy các bạn về thằng JavaScript cũng như rằng là nó có những kiểu data type gì Cụ thể ở đây thì chúng ta đã làm quen về kiểu dữ liệu nguyên thủy đúng không nào? Nếu như rằng là bạn nào còn nhớ thì chúng ta có 7 loại, nó sẽ bao gồm thằng string này, thằng number này, thằng boolean này, thằng big in no, undefined và simple. Thì đây chính là 7 kiểu dữ liệu nguyên thủy. Chúng ta gộp nó thành một kiểu dữ liệu bởi vì rằng là cách của cái bộ nhớ máy tính ấy, nó lưu trữ giống nhau. Các bạn lưu ý rằng là có thể đối với các ngôn ngữ lập trình thì cách thức nó lưu trữ khác nhau. Thành ra rằng ở đây những điều mình chia sẻ với các bạn nó sẽ đúng với thằng JavaScript, tuy nhiên rằng là nó chưa chắc đúng với các ngôn ngữ khác nha. Các bạn lưu ý cho mình điều đấy. Tiếp theo nữa chúng ta có một kiểu dữ liệu đây chính là reference value cụ thể ở đây thì chúng ta làm việc với thằng object đúng không nào thì đây chính là hai kiểu dữ liệu chính chúng ta đã tìm hiểu trong cái video thứ 17 rồi ở đây thì đối với thằng JavaScript chúng ta có hai vùng bộ nhớ để nó có thể lưu trữ hai kiểu dữ liệu trên thứ nhất rằng là chúng ta có thằng stack và thứ hai chúng ta có thằng heap các bạn lưu ý một điều đấy chính là là trong nội dung khoa học này chúng ta không nên đi vào quá sâu thằng stack là gì thằng heap là gì các bạn chỉ cần hiểu rằng là nó là hai vùng bộ nhớ thôi và nó lưu trữ thằng nào chúng ta đừng đi đào sâu vào nó bởi vì rằng là khi các bạn đào sâu về nó nó không còn là ngôn ngữ lập trình nữa chúng ta có rất nhiều cái cần học ngoài những thằng này nha bây giờ thì các bạn lưu ý cho mình một điều này đối với thằng stack ấy, thì thông thường nó sẽ thường là bộ nhớ tĩnh bộ nhớ tĩnh đây chính là là các bạn sẽ dùng cái từ static lý do nó gọi là tĩnh bởi vì rằng là chúng ta sẽ lưu trữ một cái dung lượng nhất định cho từng một biến thôi ví dụ như rằng là các bạn dùng 2 kb để lưu trữ một biến thì nó luôn là 2 kb không bao giờ cái biến đấy nó sẽ chạy lên 3 kb cả đây chính là lý do tại sao chúng ta gọi gọi nó là bộ nhớ tĩnh bởi vì rằng là sai của biến đấy nó sẽ không đổi khi các bạn dịch cốt ở đây thì chúng ta thường lưu những kiểu dữ liệu gì? Đây chính là là đối với cái thằng dữ liệu nguyên thủy các bạn này, nó sẽ được lưu trong cái thằng stack thay vì thằng heap nha. Còn đối với cái gọi là còn đối với thằng object ấy, nó sẽ ngược lại, nó sẽ lưu trong thằng heap thay vì thằng stack. Các bạn có thể thấy rằng là khi chúng ta phân chia thành hai loại này này, bản chất người ta chia thành hai loại bởi vì rằng là nó lưu trữ tại hai nơi khác hẳn nhau. Đây chính là lý do tại sao người ta chia thành hai loại. Tương ứng với hai loại này, chúng ta sẽ có hai vùng bộ nhớ cho nó. Ở đây có một điều nữa, đây chính rằng là đối với cái thằng gọi là đối với thằng stack này chúng ta sẽ lưu trữ cái tham chiếu tới object nha thì cái tham chiếu tới object này là gì lát nữa thì mình sẽ giải thích cho các bạn trước tiên thì mình có một cái hình như thế này thì cái hình này thì nó sẽ tượng trưng cho việc các bạn khai báo hai biến như thế này này đầu tiên thì mình khai báo một biến name tên là eric tiếp theo nữa thì mình khai báo một biến tuổi tên là 25 như thế này thì đây chính là hai kiểu dữ liệu nguyên thủy nha các bạn kiểu đầu tiên đây chính là kiểu string và kiểu thứ hai chính là kiểu number thì thằng JavaScript nó lưu trữ như thế nào ở đây thì mình đã vẽ một cái hình to ra cho các bạn này đây này thì đối với thằng JavaScript ấy các bạn lưu ý cho mình một điều là chúng ta lưu trữ trong thằng stack này thì nó sẽ giống như rằng là stack chính là cái ngăn xếp đấy thì thằng nào vào trước nó sẽ xếp cuối cùng ở đây các bạn lưu ý cho mình một điều này ở khi mà chúng ta lưu trữ một biến ấy thì bản chất của thằng bộ nhớ nó sẽ lưu như thế này các bạn này nó sẽ xếp vào stack cho chúng ta các bạn khai báo một biến thì nó sẽ xếp vào đây đó sau này thì khi chương trình của chúng ta chạy thì nó sẽ lôi trong thằng stack này ra ok chưa nào tương tự thì chúng ta sẽ có kiểu dữ liệu thứ hai đây chính là, là kiểu dữ liệu object Trước khi mà sang kiểu dữ liệu object này, các bạn lưu ý cho mình một điều đấy chính là là đối với ngôn ngữ lập trình khác ấy, như mình đã chia sẻ ban đầu rồi ấy, thì nó sẽ không giống đối với thằng JavaScript đâu. Đối với thằng JavaScript thì ví dụ như rằng là các bạn dùng cái thằng string, string của chúng ta là kiểu dữ liệu nguyên thủy. Còn đối với ngôn ngữ khác, ví dụ như rằng là thằng Java hay thằng C# chẳng hạn thì nó là kiểu object nha. Các bạn lưu ý cho mình điều đấy. Chúng ta không thể áp dụng tư duy từ ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ lập trình khác. Chúng ta có thể hiểu nó tương đối nhưng mà không bao giờ nó có chuyện là đúng giống nhau 100% nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình điều đấy ở đây thì khác với thằng stack chúng ta sẽ dùng heap để lưu trữ những cái gọi là những cái biến mà nó có giá trị thay đổi. Cụ thể hơn ở đây thì chúng ta sẽ dùng thằng heap để lưu trữ object. Các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta khai báo một biến object ấy nó sẽ gồm hai thành phần. Thành phần đầu tiên đấy chính rằng là, là tên của biến object các bạn này và thành phần thứ hai đấy chính rằng là, là chúng ta sẽ có giá trị của nó. Thành ra rằng là khi các bạn khai báo tên của nó ấy thì chúng ta sẽ lưu trong thằng stack và sau đấy nữa thì giá trị của nó chúng ta sẽ lưu ra thằng heap như thế này. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta hay gọi là giá trị tham chiếu nha các bạn nó tham chiếu bởi vì rằng là khi nó hoạt động đấy các bạn nó sẽ gọi cái thằng person này này thì thằng person này nó sẽ trỏ tới vùng bộ nhớ thì các bạn sẽ mò trong cái thằng heap này để chúng ta tìm được nó thôi thì đây chính là cơ chế mà khi nó lưu trữ thằng object các bạn thấy rằng là nó sẽ trỏ như thế này các bạn này khá chỉ là vui đúng không nào thế ra rằng bây giờ có một câu chuyện như thế này các bạn này các bạn lưu ý rằng là chúng ta hay khai báo gọi là chúng ta hay dùng cái keyword constant để khai báo một biến object đúng không nào và các bạn sẽ hỏi mình rằng là khi chúng ta khai báo một biến gọi là chúng ta khai báo chúng ta dùng hằng số ấy đối với ngôn ngữ khác việc các bạn dùng hằng số thì cái tham số này không bao giờ có thể thay đổi được tuy nhiên rằng nếu như rằng là các bạn khai báo một biến object và chúng ta dùng keyword constant ở đây chúng ta vẫn thay đổi được giá trị của nó cụ thể hơn rằng là các bạn đang thay đổi giá trị của nó nha các bạn giá trị của nó đây chính là cái vùng động này các bạn này các bạn thay đổi bên trong vùng hip này chứ không phải rằng là các bạn gán nó thành một biến mới đấy chính là lý do tại sao mà cái thằng constant nó vẫn hoạt động được bạn nào mà quên về thằng constant rồi thì mình khuyến khích các bạn, các bạn xem về cái video mình nói về các kiểu dữ liệu của thằng JavaScript bên trong cái phần bổ trợ của khóa React Automate ấy thì mình đã có một video riêng nói về thằng let này, thằng va và thằng constant của thằng JavaScript còn ở đây các bạn hình dung rằng là việc mà các bạn modify biến object đấy để chính rằng là các bạn sửa đổi bên trong vùng heap này các bạn này, cái vùng heap này nó là cái vùng data động, thành ra rằng là các bạn có thể sửa đổi được, các bạn hình dung rằng là chúng ta bên trong thằng person này, chúng ta gọi là chúng ta vẫn giữ nguyên cái thằng stack này, chẳng qua rằng là chúng ta đổi bên này thôi. Các bạn có thể thấy rằng là ở đây thì là mình quên mất rằng là mình không vẽ một cái hình mới rồi. Tuy nhiên rằng với ví dụ của chúng ta, các bạn sẽ thấy rằng là đây là cái biến các bạn khai ban đầu này. Tuy nhiên rằng là chúng ta thêm cho nó phone number này, các bạn đổi tên này, cũng như rằng là các bạn xóa đi thuộc tính của nó thì chúng ta vẫn thao tác được thôi. Thì để kiểm chứng điều mình nói, các bạn sẽ làm như thế này nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại được ứng dụng của chúng ta các bạn này. Trước tiên các bạn sẽ mở cho mình cái phần lesson 19 nha Và bên trong cái phần project thay vì cái thằng 18 này Các bạn sẽ cho mình cái thằng lesson 19 nha Mình sẽ cho cái thằng lesson 19 của chúng ta Ở đây thì mình sẽ gọi tới thằng lesson 19 này Đấy rồi xong Trước tiên thì mình có thằng Lesson 19 như thế này Bây giờ thì mình quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta Và các bạn sẽ check cho mình cái thằng console các bạn này Các bạn sẽ thấy rằng là cái biến object của chúng ta bây giờ chỉ có name và có phone thôi Nó không có tuổi nữa rồi Các bạn sẽ nhìn bên này này Ở đây thì chúng ta ban đầu chúng ta có tuổi đúng không nào Tuy nhiên là sau khi các bạn modify như thế này Thì các bạn thấy rằng là giá trị của chúng ta thay đổi Mặc dù rằng là chúng ta đã định nghĩa cái biến của chúng ta là constant đấy các bạn này Các bạn định nghĩa là constant Tuy nhiên rằng là nó vẫn ok thôi Các bạn lưu ý cho mình một điều Đấy chính là việc chúng ta khai báo như thế này là chúng ta đang modify ở cái vùng gọi là ở cái vùng hip ấy đây chính là lý do tại sao mà chúng ta có thể làm được điều này ở đây thì mình sẽ làm một ví dụ rằng là các bạn thay đổi cái vùng bộ nhớ của nó nhé ví dụ như thế này các bạn sau khi mà các bạn đã gán như thế này mình sẽ gán giá trị nó bằng abc như thế này abc đây rồi abc đây rồi mình nhấn Ctrl S các bạn này ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta không có điều gì xảy ra cả tuy nhiên rằng là mình quay trở lại đối với trình duyệt của chúng ta các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bị lỗi các bạn này chúng ta không thể assign một cái constant variable lý do chúng ta không thể assign bởi vì rằng là các bạn hình dung rằng là thằng person này nó đang trỏ tới cái name này bây giờ chúng ta dùng cái này các bạn này bây giờ các bạn gán thằng person bằng cái này thì tương tự ở đây thì mình sẽ vẽ thêm nha tương tự ở đây thì mình sẽ vẽ thêm cho các bạn xem này mình sẽ dùng một cái phím như thế này đây Tương tự thì mình vẽ thêm như thế này cho các bạn dễ hình dung này. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đây. Tức rằng là bây giờ các bạn sẽ có một vùng bộ nhớ tiếp ở đây và mình sẽ cho nó một cái là ABC ABC đấy rồi. ABC của chúng ta, đồng thời thì các bạn đang trỏ cái thằng Person sang bên này, đó. Như vậy rằng là tại một thời điểm một biến của các bạn không thể trỏ tới hai thằng được. Như vậy thì máy tính của chúng ta nó đâu hiểu được. Thì đây chính là lý do tại sao mà khi mà các bạn thao tác đối với thằng constant ấy, các bạn có thể thay đổi được cái thằng hip này, tức rằng là chúng ta có thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên rằng các bạn không thể gọi là các bạn không thể gán nó sang một biến khác được. Thì đây chính là tác dụng của việc mà các bạn dùng cái thằng constant đấy. Các bạn lưu ý cho mình đây chính là điểm khác biệt khi các bạn dùng cái thằng constant của thằng JavaScript nha. Như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách thằng dao script lưu trữ biến như thế nào. Trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một chủ đề mới để chính rằng là, là sau khi mà chúng ta đã hiểu được rằng là nó lưu trữ biến như thế nào, chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới việc thằng dao script nó assign tức rằng là chúng ta gán giá trị như thế nào nha. Thì trong quá trình thực hiện video này nếu như rằng các bạn có đi dự vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo